Chào bạn, đây là chợ lớn. Chợ lớn hôm nay là thứ ba, 27 tây tháng 9 năm 2022. Hôm nay là ngày quốc tế du lịch âm lịch, nhằm ngày mùng 2 tháng 9 Thiếu năm Nhâm Dần. Đây là chợ lớn, Thế vận hôm nay. chợ lớn buổi quá trưa. Lúc này tôi đang Tài vận ở trong vị trí của mình, 76%, học nghiệp đi tìm 88%, ý tưởng để xây sự dựng những nghiệp hình tượng 67%, để tự kể chuyện, đào hoa 52%, kể tình chuyện dục là một hình 65%, thức đang an rèn toàn luyện 69%, cái sự phát triển của sức khỏe trí năng 97%, và sự phát triển của hình tượng. tổng cộng là 57%. Chúng ta dùng nghệ thuật kể Con chuyện số hạnh vận hôm nay để là xóa tan số 51. cái sự buồn tẻ. Kể chuyện là một hình thức dùng hình ảnh để Những lột việc tả ý làm tưởng ở trong được, đầu của mình. Khi chúng ta muốn những việc làm được trình hôm bày nay một chuyện là gả cưới, thì chúng ta có thể dùng thu hình nhận tượng tiền vàng, để nói lên đề thân, cái điều đính mà chúng ta hôn, muốn nói. du lịch, dọn nhà nhập thất, Thí dụ phó nhậm, cúng tế, tôi muốn bái tế tổ tiên, chùa nhìn miếu, thấy bái thần cái minh, body của mình, thăm cái viếng cơ người thể của mình, thân, bạn bè, thì tôi nhập học, đứng trước cái dựng trụ lên kèo, điện thoại và làm dáng, nghinh phúc khai quang, tự mình làm dáng mài áo, để áo có tân hình tượng. nương, áo chúc thọ, Chúng ta có thể dùng đại thêm quét trừ, những đạo cụ cầu tự, hối đơn báo, giản là thu dưỡng, ở cái khăn, nạp xúc, thụ phong, lâm đơn giản chính, là cái khăn. thân dân, dân dân. Hôm nay có thể làm được nhiều việc. Đơn giản là cái nón. Tuổi xung khắc, Đơn hôm nay giản tuổi là mùi là dương dê, thêm cái quả. xung khắc với tuổi sửu là ngưu trâu, Rồi chúng ta hạnh vận miêu sinh tiêu, tả, lột tả tuổi hợi ý là tưởng ở chư trong đầu. heo, với tuổi mão là thố Chúng ta cũng có thọ. thể hát một cái bài ca. Chúng ta cũng có Phương thể vị của các vị các múa thần một điệu võ. hỷ thần ở Nói hướng chung đông nam, là tự phúc thần chúng ở ta có hướng thể đông nghĩ ra bắc, được nhiều điều. tài Và thần ở rồi hướng chính nam, dùng cái hình ảnh dương quý nhân ở hướng để đông lột nam, tả những ý tưởng âm quý nhân xuất ở hiện trong hướng đầu của mình. chính đông. Chúc các bạn một ngày nhiều may Kể mắn. chuyện Have a good day. là một hình thức. Hi, good morning. Rồi, sáng rồi. Bây giờ thì tôi đi làm exercise và kể chuyện. Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh dọn dẹp chỗ ngủ. Đêm nay trời lạnh, thành ra tôi phải đắp chăn, đắp mền.
vậy. Dọn dẹp chỗ ngủ rồi đi rửa mặt. Quét bụi. Ra sau nhà rửa mặt, kể chuyện, pha cà phê. Buổi sáng múa tay múa chân để khí huyết lưu thông khắp thân thể. Bây giờ là ra sau nhà. Tôi đã ra sau nhà tập thể dục, rửa mặt, tắm mát. Vận động tại chân để khí huyết nội thân lưu chuyển khắp châu thân. Tắm bằng nước ấm, làm quen với nước. Rửa mặt. Dùng lược chải tóc, kích thích da đầu để khí huyết từ nội thân lên làm tươi bộ óc. Chà xà bông. Kích thích tuyến nước bọt, kích thích thần kinh thính giác, massage mắt, massage cổ bằng khăn, kéo đẩy hạ, à,
xong cái phần cái mặt thì bây giờ tắm phần body. Dạ, xà bông. Tôi đang tắm mát ở sau nhà. Vận động và vận động. Bây giờ là tắm lại bằng nước lạnh. Xong. Lau khô. Chuyển nội công. Vắt khăn cho thiệt khô. Chỉ cần thoáng là tôi đã rửa mặt.
tắm mát. Đeo lại dòng mắt phải. Vận động gân cốt. Chải lại mái tóc. Về phòng. Sau khi ra nhà sau rửa mặt tắm mát, bây giờ về phòng. Về phòng tự chụp cho mình vài tấm hình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đây là những hình ảnh mỗi buổi sáng của tôi. Tôi vận động tay chân để khí huyết lưu thông tốt trong nội thân. Bây giờ là đi pha cà phê. Tôi quét bụi trong phòng.
bia qua nhà bếp, pha cà phê và pha trà. Tôi đã có mặt ở kitchen room, có mặt ở nhà bếp. Trước hết thì kiếm cái son, nấu nước sôi. Lấy cái son nấu nước sôi. Tôi uống nước, uống cà phê nhiều nước, do đó lấy đầy một ly nước. Nấu đầy một ly nước. Mở lửa. Lấy đường. Cà phê một gói uống 2 ngày. Tôi chờ nước sôi đổ vào đây là tôi có ly cà phê đen nhiều nước, đúng với thói quen mỗi buổi sáng của mình. Bây giờ chờ nước sôi, tôi đi giặt khăn, vận động hai bàn tay của mình. Giặt khăn dưới vò nước để chờ nước sôi. Với cái son ở dưới đáy có dán cái miếng thép tụ nhiệt thì nấu nước rất là mau sôi. Giặt khăn là một động tác vận động các đầu ngón tay, lúc thì mềm mại, lúc thì cứng cáp. Giặt cho thiệt khô. Lao tai, lao các kẻ tai, các ngón tai, cổ tai, chăm sóc bàn tay thật chu đáo, vì đó ảnh hưởng đến rất nhiều cơ phận, các nội tạng trong nội thân. Nước đã sôi, tắt lửa, đổ nước vào ly.
bậy lên. Bây giờ thì tôi pha trà. Tôi lấy đầy bình, lấy nước đầy bình trà. Bây giờ tôi nấu trà chứ không phải là pha trà. Tôi bỏ lá trà vào nấu cho nó ra cái nước chát, bởi vì trong cái lá trà nó có cái chất chát, chất chát rất tốt cho cái cơ thể. Tôi bỏ trà vào. Nấu nước trà. Bây giờ là vắt khăn cho thiệt khô trong khi chờ nước sôi. Lau cái counter. Tôi đem cà phê về phòng. Trở qua là nước sẽ sôi. Trong khi chờ nước sôi, tôi đem cà phê về phòng. Đây. Buổi sáng tập luyện. Tập xong rồi thì ngồi nghỉ. Tôi cũng đã kịp mua cho mình ổ bánh mì để nhai rèn luyện các cái cơ hàm, kích thích tiếng nước bọt để tiết ra nước miếng, làm ướt miệng, làm ướt cái mặt lưỡi. Tôi qua bên nhà bếp lấy đầy ly nước để uống ở trong ngày. Đây là ly nước lọc. Buổi sáng tôi lu bu với đủ thứ chuyện, tự mình lo cho mình. Đây là chai nước lọc.
nước trà đã sôi, tắt lửa. Tôi sẽ đổ trà vào bình. Xong. Bây giờ tôi châm nước. Vào các cái chai, cái ly. Nước làm lạnh, thành ra phải châm vô rồi để vô tủ lạnh. Xong, bây giờ là để vào tủ lạnh. Bây giờ là về phòng. Mang hai thứ này về phòng. Về phòng. Đi ngang tấm lệnh. Đây là những tấm lịch, mỗi ngày xé một tờ. Hôm nay là 27 tây. Tháng 9, 2022, thứ ba, âm lịch là mùng 2 tháng 9 thiếu năm Nhâm Dần. Mỗi ngày xé một tờ. Số tờ lịch còn lại không nhiều. Như vậy cho thấy là năm 2022 sắp cạn dần. Hết cuốn lịch này thì thay cuốn lịch khác. Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi.
Bây giờ thì tôi về phòng và nhai bánh mì, uống cà phê. Nhâm nhi cà phê. Rất là thoải mái. Nhai bánh mì. Vận động hệ thống ngay. Kích thích tiếng nước bọt để tiết ra nước miếng, làm ướt mặt lưỡi. Người xưa giết chủ quạ, tức là sống, bằng cách ghép các con chữ lại. Chữ thủy là ba chấm, tức là nước. Chữ thiên á, tức là ngàn. Chữ khẩu á, là miệng. Cái miệng á, thì lắm chuyện. Nói không hết lời. Do đó, khi ghép, để diễn tả cái lưỡi thì người xưa ghép chữ thiên trên chữ khẩu để làm chữ thiệt. Thiệt là cái lưỡi. Cái lưỡi thì trăm đường lắc léo. Ở đây nó là ngàn, ngàn lời nói mãi không hết. Nhưng mà tiết nước miếng để làm ướt cái lưỡi thì người xưa cho đó là sự sống, tức là quả. Đó là ý nghĩa của chữ quả. Câu chuyện đến đây đủ thời lượng. Nói câu kết thúc quen miệng, chào. Chạm tay vào nút đỏ là tắt. Tắt. Sĩ Bình 就提到，强势嘅美元一次又一次割伤全球，全世界都要付出代价。全球已經有36種的貨幣至少貶值 10%， 斯里蘭卡和阿根廷的貨幣已經貶值超過20%了。韓元對美元的匯率也首次跌穿1400的大關，是自1990年代末期亞洲金融風暴之後的第一次。日元呢對美元的匯價已經跌穿40日元，大量發展中國家就被迫吞進輸入性通脹引致的經濟衰退的惡果，每宗家庭將會一夜大紅公。今集我們講家庭可能引致的戰爭。首先等我介紹今集的嘉賓先，全國港澳研究會會員陳傑博士。大家好，我是陳傑。鄭國軍博士，今天是首席顧問鄭國軍博士。Hello， 我是香港城市大學 MBA 協理主任陳傑博士。大家好。你見嘅嘢喺節目開始前，比如話咗咯。我見 TV 留言贊好同埋分享俾你朋友知道。結果美國嘅加息週期咧，以往都有出現。都得到嘅。做啲咩？做緊有翻咁上下嘅觀眾。網文味。可能你發覺到今次呢文味嘅情況，大家可能都係夾緊。有啲似1997年嘅金融危機啦，換言。Bây giờ thì tôi sẽ qua nhà bếp lấy nước đá để làm đi cà phê đá. Tôi đang đi qua kitchen room.
lấy nước đá làm ly cà phê đá. Dùng cái búa để đập nước đá. Chỉ cần tạo ra cái xung kích thích là nước đá nó sẽ dở ra. Đó. Nó dở nát rồi. Bây giờ thì là bỏ vào ly. To quá, gõ nó ra. Trả lại. Cất cái búa, búa gài. Cất cái búa. Bây giờ là về phòng. Tôi đã về phòng. Đây là lý do cái đen nhiều nước. Đổ vào ly đá. Vậy là tôi có ly cà phê đá. Bây giờ là ăn trưa. Đây là bánh mì làm ở nhà.你留意下喺加息嘅呢段時間，其實加咗幾次啦。呢段時間一路加息咧，佢哋嘅新聞咧，部分偏向講乜嘢？佢哋嚟啦，乜嘢？加息可以幫手減低通脹，但係好主要嘅一啲報道咧，係教美國嘅市民係點樣去慳錢，又或者咧，咖啡啊，而家咧就儲錢啦，咁
如果咧你係退休人士嘅話咧，你就喺呢個退休金度咧，就做一個每月唔好攞超過4% 出嚟嘅咁樣嘅一個 practice， 即係一個做法。但係得意嘅地方咧就係、是，如果你望下今次嘅呢一個即係呢個通脹危機咧，其實你話係咪真係完全係淨係打仗咧？其實我剛才阿傑哥講97或者08，其實有少少唔同08先。佢係97嘅陣，夠勁啦！今次其實你望下咧就係2020年開始諗啊，去到而家呢一段時間嘅新冠肺炎。其實發達區，發達，亦都係美國某程度上咧。你想象下，你加息為咗咩？即叫人唔好使錢啊，擺翻錢銀行。受攞啦。咁樣嘅通脹。硬品味。實際上而家使最多錢。來啦，要國際。你話俾佢聽，你叫佢慳。攞錢啲白耍咪。錢慳咩錢啫？攞錢啫，袁弘啊 ，Calgary Canada。簡單例子，近排喺美國咧興緊呢樣嘢，叫做 gas credit cards。即係，你贏嘅無所辦國地嘅話咧，每人生嘅退數咁啊，有好多美國人就走去啊，不如我慳呢樣嘢啦，慳唔到，點解啊？你天天你都真係要揸車翻工，你嗰段有錢係走唔甩嘅，條路係咁長，你又如果唔可以即係走啦嘅話，根本你就慳唔到錢。都等就係好多人喺度講緊話，不如你就揾啲信用卡咧，就有你南啦，影高住。嗱，你知唔知美國係一個市場經濟，冇需求就唔會有供應嘅。好多銀行無啦啦做呢啲咁嘅嘢，影高住，要你知點解啦？原真你望下2019年咧，平均美國人一年揸車用喺嘅有錢咧，2000美元。去到今年即係講三年之後，而家係3000蚊，講緊多咗嘅係。係50%，咁呢嚿咁嘅數，其實你喺佢家庭收入咧，你根本係掹唔出咁滯噶啦。你仲要佢抌低五嚿水美元去儲，根本就冇可能。攰兩袋啊！就令我有個疑團啦。咁既然係咁，其實你就唔審啦。咁點解佢使少錢，個通脹會上？高量就係審莫問，國家使得不實。即係你想象下，美國其實係一個經濟好畸形嘅地方嚟，1% 擁有25%，但冇審啊！嗰1% 擁有財富，其實就係使到突曬嘅人。第一可以去打仗使錢，第二喺高費嘅期間，佢為咗要保持住政權，咁呢個嘢美國係一個咩地方啊？唔滿意就隨時示威遊行。佢為咗要撳住美國人嘅嗰個情緒，佢諗緊每星期派錢，嗰嚿錢唔少嘅。我哋咧嗱係咁咁要嘅，搞到自己嘅通脹就飆上去。你而家加息，有咯，咁啊，中到印度。咁啲解向嘅一輪嘢講冇乜高轉，講冇咁翻呀，講冇夠攞得攞點啦。好諗，當呢個時攞埋，即係高轉，即係攞電都嚟壞。叫市民找數，市民就冇錢找。好諗，不如咁啦，今晚嗰餐飯都攞埋啫，留翻半粒聽日食啦。你係咪都食唔飽噶啦？咁所以即係剛才講嘅話，美國係攞啲盟友。即係佢哋嗰啲特登嗰個嘢啦，諗緊何止啊？係美國直情攞佢自己嘅市民都去死嘅，唔單止係佢嘅盟友嘅，咁佢嘅市民都一樣受一樣遭殃嘅。佢呢件事望落去好似係話我幫大家加息，嗰個嚴審。實際上佢加息不但止冇控制通脹，或者只係跌少少，滅了不了市場情緒嘅感覺。實際上佢只不過係做緊一個效果就係流行，所有啲資金都回籠去美國啫，等到回籠曬啦，咁。流行能力按照剛才傑哥講嗰嚿菜啦，即係佢根本嗰嚿錢係冇辦法去找到而家佢嗰條數。你試下你諗諗，其實估解暗住啊！當年希臘破產講緊係 GDP 1.5倍，即係100。估解就硬多咗。而家你嗰個台係30萬億，佢嘅 GDP 係20萬億啊！啱啱真係又係1.5嘅，咁但係唔係一條破產嘅。佢哋美國人嘅諗法同我哋中國人好唔同，我哋中等一對著佢睇，我哋係儲錢嘅國家，美國人係。唔緊要啊，繼續使啦，使落去唔食。咁其實佢嘅覺得就係，只要我能夠推走呢嚿錢去俾第二個人去承受，或者係唔知邊度攞嚿錢翻嚟吸落去，其他國家也好，盟友也好，其他人因為恐慌而將錢等落去美元資產度，亦可以，咁我就解決咗問題啦。能揾未？所以實際上美國而家嘅國策係唔了解1% 嘅有錢，所以佢1% 幾多人啊？美國300億人，只係服務300萬人。其他嗰2.97亿真係震啊嗱，所以就出現咗而家嘅情況就滯漲。一你所有嘅市民咪滯漲咯，佢話之嚟，我繼續喺度咪得咯。所以嗌喐啦，睇門政權就得啦。呢一種咁嘅情況就正正似以前啲國家就冇咁多媒體嘅宣傳嘅，
以前啲國家的而且個皇帝洗突咗，打仗洗突咗啦，國庫空虛啦，然之後苛政猛於虎就徵重税啦，就以前就好流行不聊生就反啊嘛。其實而家今天都係嘅，問題就係、是、喺個媒體上面沒有講清楚，你哋個總統、你哋嘅上面嗰陣人喺度做緊啲咁樣對付你國民嘅嘢。其實如果美國人聽到嘅，我相信佢哋應該反嘅，分分鐘應該係講緊唔係美國分裂啊，淨係應該淨係要佢政府倒台嘅。是講緊呢樣嘢嘅應該，因為我根本見唔到佢個，即係剛才阿教授都講佢明白金融海嘯。你望下，其實從來啲美國財長講咗咁耐次案次案次案，冇一個財長係話碰第一種危機嘅，都係要放寬放寬。不更淡。時時嗰啲評級機構，你幾垃圾嘅次案都係 A。點拉啦？呢一班人基本上係狼狽為奸嘅，幫你啦，賺咗錢就走頭啦。你後狗係點嘅？如果個國家真係會理行，冇幫你啦。三藩市見到咁多人，Dr. Raymond， 中國，你講美國嘅處理手法咧，中運嚟講，影呢個字，治標中立治本。美國嘅通脹究竟係點樣產生咧？唔係可能顯拉單供應鏈斷拗，中國嘅貿易戰唔斷強者，所以你供應唔夠價格。咁但係呢又冇咩太大問題，係咪直接搞掂？冇嘅股心。是嘛，所以如果你加息來說，如果你加息，這個叫做中國和美國之間的貿易戰那個三零一取消，那個價錢繼續高，但是既然治標不治本，為什麼要治標呢？就當解決繼續特朗普的中國優先加埋不治民有死活，或者再重複一點，善朋友，你講硬碗，真嘅點解？因為國即係個硬個碗，歐洲而家受傷仲嚴重，歐洲要加息又死，唔加息都死。但係美國繼續拱佢去前，得㗎，要長戰爭唔威脅我哋。唔同民硬碗作風咯，結果美國掉寫咗嘅包底，好處都壞處啦。咁好處就正如大家之前所講嘅國家吸引。包子寫外波倒啦，扭當美國以前透過加息話扭當啲油啊，卵non để được hấp thu những chất bổ dưỡng nuôi cái thân thể rồi giao ruột già để tống ra ngoài. Đó là cơ chế ăn uống của mỗi người. Đại gia thấy thấy, Mỹ có, nếu có 3 dạng gì, hoặc là có 3 cái bão mà chúng ta bạo bạo thì, Mỹ có kinh tế đều khó khăn, độc thân kỳ sinh, hoặc là nhân dân, giúp họ mua được đơn. Mình là thật. Cái một, chúng ta nói lầu giá, làm ở nhà đầy đủ, cổ sĩ, rất ngon. Cái thứ ba, nói sản xuất công nghệ. Cái 3 dạng gì, nếu có gia sĩ đối với 3 dạng gì cái ảnh hưởng là gọi là Mỹ có bất khả kháng thời điểm, Mỹ có kinh tế thì. Short 加外幾危險嘅，我哋講今次嗰個樓市，如果而家佢咁樣加法咧，震崩嗰個樓價，嗰個泡沫係真係會爆破嘅。第一，佢本身個樓價已經高啊，嗰啲嗰個樓價其實已經係一個高估計，所以今次咁嘅加息咧，令到佢即係基本上冇辦法控制嘅啦，已經即係話嗰個樓嗰流行已經係向下走，因為利息一加。影響到個嗰個庫存需求，講緊美國嗰、那個房屋嗰個叫做庫存量仲升高咗，咁即係變咗成個樓價其實令到嗰、那個承托住經濟嘅樓價其實係向下跌嘅。啊，股市一樣嘅情況，當你嗰個利息而家利息非常之高嘅水平，股市亦都係承托唔起嘅，亦都係要冧嘅。啊，同埋今次一個好奇怪嘅現象，就話以前美國人對於改善自己嘅生活。叫做數碼化嗰方面嗰個創新啊，楊都係報嘅，但今次楊嘅更得，好似唔係有咁樣嘅情況，即係令到嗰、那個當利息係處於一個好高嘅水平之下咧，那個創新科技冇乜突破，那個創新科技嗰、那個數字或者我哋可以睇下 NASA 嗰個十二個月個平均值係低過24月嘅平均值，即係基本上可以睇出咗嗰、那個所謂講我哋講嗰個死亡。係啊，賣出佢 camber 即係沽嘅人多啊，即係大家好似對呢一方面嗰樣越嚟好高嘅期待啊，所以成個環境，我覺得對美國自己嘅經濟流行都唔係太樂觀啊。
咁有啲嘢其實佢可以做嘅，寫啦。不過個問題就係佢用政治凌駕咗經濟。如果你純粹用經濟問題，你用經濟嘅方法去解決咧，不難解決嘅。嗯，如果用政治去考量，或者用政治嘅方法去解決經濟問題咧，咁我覺得有陣時會適得其反。成個叫做支撐美國嘅一個經濟嘅嘢，呢啲山頭大哥啦，都唔係一個好好嘅情況。咁你咁樣嘅加息嘅情況下，再加埋頭先啊 Wilson 所講嘅供應鏈嘅問題，你自己印銀紙又印多咗，即係所有嘅問題將佢降足少啦，行喺一路。我覺得美國今次都幾難獨善其身，我覺得佢哋基本上係同全球經濟攬炒啊，唯一一個可能會。叫做獨善其身相對好啲嘅，我諗只係我哋自己國家中國。你結果佢就正視係用政治問題懟冧經濟。都得誒，古解暗做啊！咁好容易，咁好容易做到嘅。如果你諗住用政治問題去，你都攞嚟啦，冇硬來。你都攞嚟啦，睇到懵啦。即係今天嘅人口政策或者佢對種族嘅政策，其實你唔難見到當時美國講緊 Nasdaq， 即係你望下美國 Nasdaq 啲公司，好大部分係揾印度人同中國人做 CEO 嘅。佢哋幾時揾印度人做 CEO？ 就係佢要揾業績嘅時候揾印度人。佢想救間公司嘅時候咧，揾中國人，即係佢哋係知呢樣嘢嘅。但係我諗大家都知道，近排講緊，其實好多中國嘅科學家咧都揸緊美國係講緊一個移民嘅地方，你係靠移民入嚟幫你手做呢樣做嗰樣，你偏偏趕走嗰班移民，咁你諗下，前景真係陰淡啊！真係，你就係趕走個，即係你全港個大廚，你就趕走咗個大廚，咁你食谷種啊！真係。標準以往嘅國九錯咧就冇咗一個背景，就講緊中美嘅一個背景啦。今次係咁嗌喺而家嘅全球嘅嗌呢局嚟睇，算唔算係一種另類嘅？咁嗌啊！成家都短都薄。如果喺呢方面要做，那就跌輪都免。舉個例，九七日，攞嚟影 enzyme 殺龍又出鈎。東南亞國家嘅外匯儲備係少嘅，今次其實波就喐咗攞嘢調話。2008年金融嘢點來？中國係幫美國幫到出曬面嘅，攞嚟影一誒縮單。一個負責任的國家，或者當其時咁講，不過就係講媒體有心嚟嘅。點解啊？當美國嘅人量啊，美國將個風險刺激經濟，全球都將睇嚟夠勁啦，倒曬兩，而係導致到泰美股話我係負責的大國，將人民幣個匯率改革提咗嚟。查翻嗰段時間啦，人民幣匯率冇喐到嘅，只要穩定，先至可以幫到經濟。中國係做呢件事，究竟個題結束咗你？東南亞國家嘅儲備多咗第一，第二，佢都要買啦。所以中國而家仲有好多空間。喂，木任，舉個例，歐洲因為參與戰爭，所以導致減大又喐咗，嗱得。但係東南亞國家。但中國都面對近似問題，大家程度差好遠，甚至中國的通脹嚟講咧，都仲係出一個咧叫做咧，老闆，呢啦，chợ lớn， chợ lớn buổi quá trưa， lúc này tôi đang ở trong phòng ngủ của mình。Tôi muốn làm một câu chuyện kể. Trong câu chuyện này, tôi nói về cái thời niên thiếu của tôi. Ngày xưa, khi tôi còn trẻ, năm khoảng 20 tuổi thì tôi lên đại học. Và năm đó thì tôi mở một cái quán cà phê, một cái quán nhạc sống ăn nhậu ở Gò Công, ở sau Đình Trung. Một mình tôi trang trí cho cái quán ăn của mình, và tôi lấy tên là quán Mèo Môn. Năm đó thì cuộc chiến ở Việt Nam cũng bắt đầu khốc liệt, và
trên nền âm nhạc thì xuất hiện những bài ca mà người ta gọi là bài ca phản chiến, những bài ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi là người rất thích nhạc Trịnh, bởi vì nhạc Trịnh nó phù hợp với tâm trạng của tuổi trẻ thời đó, lúc đất nước đang ở thời kỳ binh lửa. Thành ra trong cái quán nhạc Mèo Mung của tôi những ngày thường tôi hát nhạc băng thì tôi toàn chỉ hát nhạc Trịnh Công Sơn, còn chỉ có thứ bảy chủ nhật chơi nhạc sống thì những cái ban nhạc đến sẽ hát những bài ca mà nhiều người thích nghe. Cứ chiều tối quán mở đèn mờ thì phát lên những cái âm thanh, những cái lời ca dai diết, những lời ca lột tả cái thân phận của thanh niên ở thời loạn lạc chiến tranh. Cái ca từ của nhạc Trịnh rất là phù hợp với tâm lý của thanh niên thời đó. Nói chung thì không ai thích chiến tranh, người ta thích hòa bình. Nhưng chiến tranh không phải là điều chúng ta muốn ngừng là ngừng được. Nó nằm trong một cái thế cờ quốc tế, nó bị ràng buộc bởi rất nhiều những yếu tố. Những năm đó tôi chạy chạy lên lên xuống xuống, vừa ở chợ lớn Sài Gòn đi học thì vừa buông ra là chạy về Gò Công điều hành cái quán. Tôi là độc thân, chỉ có một mình, và cái quán Mèo Mung được điều hành bởi những người em kết nghĩa, bởi bạn bè, cũng hoạt động được một thời gian. Và có thể nói là quán Mèo Mung là một cái quán chơi nhạc sống đầu tiên ở cái xứ Gò Công. Là người thích nhạc Trịnh, lúc nào tôi cũng chỉ nghe nhạc Trịnh. Và mỗi khi nghe hát nhạc Trịnh thì tôi lại nhớ về cái thời thanh niên của mình. Cái quán của tôi với một câu châm ngôn là nơi dừng chân của những người chỉ biết có đi. Trong đầu tôi chứa đựng rất nhiều những câu chuyện liên quan đến với cái thời thanh niên của mình. Bởi vì tôi chỉ có một mình, một mình làm tất cả. Thành ra những chuyện làm của tôi cũng là một mình. Và tôi có rất nhiều kinh nghiệm về cuộc sống của một thanh niên. Ở đây tôi sẽ dùng một bài hát cũ của Trịnh Công Sơn để luyện khí lực và để luyện khẩu lực, luyện cái hơi, luyện cái giọng nói, cố luyện sao cho già rồi mà vẫn nói rõ tiếng.
Hôm nay thì tôi sẽ chọn cho mình một bài hát để luyện giọng, đó là Ngày Dài Trên Quê Hương của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngày Dài Trên Quê Hương của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước hết thì tôi sẽ đọc cái lời ca của bài hát này. Một người già trong công viên, một người điên trong thành phố, một người nằm không hơi thở, một người ngồi nghe bom nổ. Một người ngồi 20 năm nhìn quả châu đêm rực sáng, đàn trẻ nhỏ quen bom đạn, người Việt nằm với vết thương. Mẹ Việt nằm 20 năm xương da mềm, đợi giờ sông núi thiên, một màu vàng trên da thôn, nên giữ gìn màu lúa chín quê hương. Một ngày dài trên quê hương, ngày Việt Nam hoang tàn quá, một ruộng đồng trơ đất đỏ, một đàn bò không luống cỏ. Một ngày dài trên quê hương, người Việt Nam quên mình sống, một ngục tù nuôi da vàng, người Việt nằm nhớ nước non. Ngày thật dài trong âu lo, rồi từng đêm bom đạn phá, người Việt nhìn sao xa lạ, người Việt nhìn nhau căm thù. Một ngục tù trên quê hương, người Việt Nam quên nồi giống, người từng ngày say uất hận, rồi từng ngày nát dấu bom. Mẹ Việt Nam 20 năm xương da mềm, đợi giờ sông núi thiên, một màu vàng trên da thôn, nên giữ gìn màu lúa chín quê hương. Một ngày dài trên quê hương, bầy trẻ thơ nay đã lớn, một người già lo âu nhìn, người già chờ cơn gió lặng. Một người ngồi 20 năm cuộc buồn vui ly rượu đắng, người Việt nào da không vàng, mẹ Việt nào nhớ
xá co. Đó là ca từ của bài Ngày Dài Trên Quê Hương của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bây giờ tôi sẽ ái nái luyện giọng hát. Tôi không giỏi về hát, nói chung là mấy chục năm tôi rất ít hát, nhưng mà bây giờ lớn tuổi buồn, thành ra tôi cũng nghiêu ngao hát. Tôi nhớ Phạm Duy nói là hát hay không bằng hay hát. Tôi sẽ hát bài Ngày Dài Trên Quê Hương, hát chai, tức là không có nhạc. Tôi thường bị hứa cổ, thành ra trước khi hát là phải lấy giọng. Một người già trong công viên, một người điên trong thành phố, một người nằm không hơi thở, một người ngồi nghe bom nổ. Một người ngồi 20 năm nhìn hoa châu đêm rực sáng, đàn trẻ nhỏ quen bom đạn, người Việt nằm với vết thương. Mẹ Việt Nam 20 năm xương da mềm, đời giờ sông núi thiên, một màu vàng trên da thôm nên giữ gìn màu lúa chính quê hương. Một ngày dài trên quê hương, người Việt Nam quan tàn quá, một ruộng đồng trơ đất đỏ, một đàn bò không luông cò. Một ngày dài trên quê hương, người Việt Nam quên mình sống, một ngục tù núi da vàng, người Việt Nam nhớ nước non. Ngày thật dài trong âu lo, rồi từng đêm bom đạn phá, người Việt nhìn sao xa lạ, người Việt nhìn nhau căm thù. Một ngục tù trên quê hương, người Việt Nam quên nội giống, người từng ngày xây uất hận, rồi từng ngày nát dâu bom. Mẹ Việt Nam 20 năm xương da mềm, đời giờ sông núi thiên, một màu vàng trên da thôm nên giữ gìn màu lúa chính quê hương. Một ngày dài trên quê hương, bay trẻ thơ nay đã lớn, một người già lo âu nhìn, người già chờ cơn gió lặng. Một người ngồi 20 năm cuộc buồn vui ly rượu đắng, người Việt nào da không vàng, mẹ Việt nào nhớ xác con. Đó là bài hát Ngày Dài Trên Quê Hương của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi dùng bài hát này để
làm ra một cái câu chuyện buổi quá trưa, vừa tạo ra cái niềm vui, nhưng mà trong đó dùng cái ca từ để luyện cho cái giọng nói, ráng giữ cho cái giọng nói còn rõ tiếng. Là người thích nhạc Trịnh, thành ra những lúc rảnh rỗi thì tôi sẽ dùng nhạc Trịnh để thử nghiệm một cái phương thức luyện khí lực, từ phổi, từ tim vận chuyển đi khắp châu thân, và luyện khẩu lực, tức là luyện cho tiếng nói vẫn còn rõ mạnh trong. Tôi quan niệm mọi thứ nếu chúng ta biết chăm sóc, biết rèn luyện thì nó sẽ tốt hơn, đúng không? Chào. Chạm tay vào nút đỏ là tắt.